Bị u não. Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945. Xong rồi ạ, à, thím thấy kiểu tóc này thế nào? Có hợp thời trang không? Càng ngày tay nghề của cô càng khá đấy. Tôi rất vừa ý Saki ạ. À, thế chồng cô đi lính, dạo này có hay viết thư về không? Khổ thân cô và con bé Sadako. Hai mẹ con cứ vò vỏ ở nhà chờ đợi. Dạ, lâu rồi cháu cũng không nhận được tin gì. Chắc là tình hình đang căng thẳng lắm. Hy vọng mọi người đều bình an. Cái thời cuộc này đúng là khổ quá đi thôi. Nhà nào cũng chỉ có mấy món phụ nữ chúng ta ở nhà. Thành ra công việc nặng nhọc gì cũng đến tay cô nhỉ. Hy vọng chiến tranh mau kết thúc và chúng ta sớm được đoàn tụ. Thôi, tôi về nha. Dạ, thím về cẩn thận. Lần sau thím lại ghé ủng hộ quán cháu thím nhé. Chuyện gì thế nhỉ? Động đất à? Tất cả chú ý! Có máy bay! Có máy bay! Báo động đỏ! Báo động đỏ! Tất cả chú ý! Hãy chui xuống hầm trú ẩn và chờ thông báo mới! Báo động đỏ! Báo động đỏ! Sadako! Có chuyện gì thế? Ôi! Sadako, còn có sao không? Sadako, tỉnh lại đi! Mẹ đây! Sadako, xin con hãy mở mắt ra, nhìn mẹ đâu! Mẹ! Mẹ ơi! Con sợ quá! Cả đám lửa đỏ rực tiến đến và nuốt chửng tất cả. Con sợ quá, mẹ ơi. Không sao, có mẹ đây rồi, con đừng sợ. Con có bị đau ở chỗ nào không? Có vết thương nào trên người không? Để mẹ kiểm tra kỹ lại một lần nữa nhé. Không mẹ ạ, có hơi ê tay chân một chút thôi. Thế thì tốt rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này, đến nơi lánh nạn ngay lập tức. Nếu không chỉ một chút nữa thôi, cả nơi đây sẽ bị biến thành đống đổ nát. Chạy mau, chạy mau mọi người ơi. Thảm họa đến rồi. Ừ, cầu Chúa cứu sống tất cả chúng ta. Còn bao nhiêu người đã bị chôn dưới đống đổ nát đó. Trời ơi, thật kinh hoàng. Mẹ ơi, nước mưa kỳ quá, nó có màu đen. Ôm chặt mẹ vào, chúng ta sắp thoát nạn rồi. Chạy mau, chạy mau mọi người ơi. Mẹ ơi, nhà chúng ta chẳng còn gì cả, tất cả chỉ còn bãi đất trống, thì chúng ta sẽ ở đâu? Không sao đâu con à, chúng ta đã là những người may mắn khi còn sống sót. Rất nhiều gia đình không liên hệ được với người thân hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát dưới kia. Chúng ta còn có thể bắt tay lại từ đầu. Mà bà sắp về với chúng ta rồi đấy, Sadako à. Thật vậy hả mẹ? Tuyệt quá! Con sẽ lại cùng ba tập chạy mỗi sáng sớm ở bãi cỏ gần nhà mình. Đúng vậy. Giờ thì cô bé đi sang bên ông Tano chơi để mẹ dọn dẹp chỗ này nhé. Chút nữa thôi, bụi sẽ bay khắp nơi. Vâng lệnh mẹ. 2 năm sau. Ba ơi, mẹ ơi, con có tin này rất là vui, muốn thông báo với cả nhà. Chắc chắn ba mẹ sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Chuyện gì vậy con gái? Xem con kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hôm nay con đã chinh phục được đường chạy 50 mét
với thời gian chỉ có 7,5 giây. Con được thầy giáo chọn vào đội tuyển điền kinh tham gia Thế vận hội mùa thu ở Hiroshima đó. Tuyệt quá, con làm chúng ta rất tự hào. Thành tích của con thật ấn tượng đó. Vậy hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích để ăn mừng nhé. Con bỏ cặp sách xuống và nghỉ ngơi với ba đi. Sarako, con có sao không? Không sao đâu ba. Chắc con bị đói nên bị tụt huyết áp thôi mà. Lát nữa ăn thêm 2 bát cơm là con có thể tiếp tục chạy được cả mấy trăm mét nữa cho mà coi. Cái con bé này, để ba giúp con ngồi dậy đã nào. Lần sau trước khi đi học thì phải ăn thật no nhớ chưa? Tuân lệnh ba. Sadako, giờ này con vẫn còn ngủ nướng sao? Mặt trời đã lên tận ngọn cây rồi nè. Dậy thôi, trễ giờ học rồi đấy. Vâng, con dậy ngay đây ạ. Mẹ cứ nói hoài à. Ồ, cái gì vậy nhỉ? Sadako, có chuyện gì mà con ngồi thần mặt ra vậy? Mẹ ơi, ở cổ và sau lưng con tự nhiên có những khối gì nhỏ nhỏ, cứng cứng ấy, không biết chúng mọc lên từ lúc nào nữa. Có đau không con? Sadako, ngồi yên mẹ xem nào. Để mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra nhé. Cô bé không sao cả đâu, xin bà đừng lo lắng. Có thể đó chỉ là do cô bé vận động mạnh thôi mà. Có thể đó không phải là khối u, còn quá sớm để kết luận. Bà cứ đưa cháu về cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, rồi sau đó quay lại đây thăm khám xét nghiệm cho chắc chắn nhé. Vậy ư? Nhà chúng tôi cách thành phố Hiroshima 1,5 km, nơi mà quả bom nguyên tử phát nổ 2 năm trước, nên tôi rất lo lắng. Tôi nghe nói bom nguyên tử có thể gây ảnh hưởng chất phóng xạ ở bán kính rất rộng. Chiến tranh đã qua đi rồi, cô bé không để lại di chứng gì đâu. Chị đừng lo, kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé. Cảm ơn anh rất nhiều. Thấy chưa, chúng ta đã lo lắng quá mức rồi. Con không sao cả Sadako ạ. Từ nay con đừng vận động mạnh quá, và mẹ sẽ mua cho con một ít thuốc để bồi bổ. Mẹ nghĩ những khối u nhỏ đó sẽ sớm biến mất thôi. May quá, con chỉ sợ ảnh hưởng đến Thế vận hội sắp tới thôi. Lần này chắc chắn con sẽ mang được huy chương về. Nhất định là thế rồi con yêu. Mẹ tin con sẽ làm được. Cố lên Sadako. Cố lên. Sadako, Sadako, em sao vậy? Gọi cấp cứu, nhanh gọi cấp cứu đi. Chúng ta làm thế nào bây giờ hả anh? Họ nói còn chúng ta không làm sao, mà giờ tình trạng lại tệ như thế này. Con gái chúng ta có tội lỗi gì đâu chứ. Mất con, làm sao em sống nổi? Em cứ bình tĩnh, vẫn đang có phương pháp điều trị. Con chúng ta vẫn còn hy vọng. Em đừng khóc trước mặt Sadako, kẻo con bé lại sợ. Sau khi làm các xét nghiệm, chúng tôi kết luận cô bé bị mắc bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ. Các khối u ở cổ và sau tai của cô bé đang lớn dần, khiến mặt cô bé bị biến dạng. Sắp tới, các nốt ban đỏ sẽ mọc khắp người. Tình trạng sắp tới sẽ tệ hơn rất nhiều. Xin anh chị đừng quá hoang mang. Chúng tôi đang tìm ra các phác đồ điều trị thích hợp cho cháu bé. Làm ơn hãy cứu lấy con bé. Nó mới chỉ có 12 tuổi, nó còn cả tương lai phía trước. Con gái tôi còn phải dự thi Thế vận hội. Con bé có mơ ước được làm giáo viên dạy thể dục. Con bé phải được sống. Tôi cầu xin các anh. Mong chị bình tĩnh. Chúng tôi cũng rất đau lòng. Chị nhìn xem,
Xung quanh Sadako cũng còn nhiều em bé cũng mắc bệnh tương tự do phóng xạ của thảm họa bom nguyên tử. Chúng tôi đang tìm phương pháp điều trị tốt nhất. Mong gia đình hãy giữ niềm tin. Mẹ ơi, tình trạng của con tệ lắm à. Một chút thôi con ạ. Nhưng các bác sĩ đang cố gắng hết sức để điều trị cho con. Sắp tới, có thể con sẽ phải uống nhiều thuốc hơn. Nhưng rồi, bệnh của con sẽ sớm chữa được thôi. Mẹ không nói dối chứ? Không, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua con nhé. Con gái của mẹ rất mạnh mẽ mà. Vâng ạ, ba mẹ cũng đừng lo lắng nhiều quá nhé. Con sẽ chịu khó uống thuốc ạ. Sadako, cậu có muốn gấp nhạn giấy không? Ở đâu mà cậu có nhiều giấy màu thế? Các bác sĩ cho tớ đó. Mọi người nói, truyền thuyết xưa kể rằng nếu gấp được 1.000 con nhạn giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực. Có truyền thuyết đó thật ư? Thế cậu cho mình một ít nhé. Mình cũng muốn gấp 1.000 con nhạn giấy. Tất nhiên là được. Thế cậu ước gì thế? Tất nhiên là tớ ước được khỏe mạnh, cho ba mẹ tớ đỡ lo lắng. Rồi tớ sẽ quay trở lại trường học và tiếp tục tham gia Thế vận hội vào năm sau. Rồi... Mẹ nhìn này, con sẽ gấp thật nhiều nhãn giấy với nhiều màu khác nhau. Căn phòng bệnh viện buồn tẻ này sẽ tràn ngập nhãn giấy sặc sỡ luôn. Bạn Tani vừa mới mất. Hôm qua bạn ấy đã gấp được 900 con nhạn rồi đó mẹ. Giá như bạn ấy còn thời gian, có lẽ bạn ấy đã gấp được 1.000 con nhạn giấy để ước nguyện thành hiện thực rồi. Còn phải gấp thật nhanh mới được. Nếu mọi người cùng gấp thì sẽ có nhiều nhạn giấy cho tất cả cùng nguyện ước. Đừng khóc Sadako. Rồi con sẽ có một ngày như thế, phải không mẹ? Các bạn ở đây đều đến và lần lượt ra đi. Đừng nghĩ bậy. Bệnh của con sắp khỏi rồi. Các xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu của Sadako tăng lên gấp 3 lần so với hồi cô bé mới nhập viện. Các mạch máu bị chèn. Sắp tới cô bé có thể sẽ không vận động được nữa. Gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sadako, con hãy yên nghỉ nhé. Ba sẽ gửi 1.000 bản nhạn giấy xuống làm bạn với con. Con bé dường như vẫn còn ở nơi đây. Còn rất nhiều giấy màu, con chưa kịp gấp nữa. Em ơi, con bé gấp nhạn giấy làm gì thế? Mấy cô bạn trong phòng rủ con bé gấp nhạn giấy là vì tin vào truyền thuyết 1.000 con nhạn giấy sẽ được một điều ước đó anh. Nhưng giờ thì... Không phải đâu. Em nhìn xem, con bé viết điều gì trong này. Con có một điều ước cho thế giới hòa bình, không còn nỗi đau chiến tranh. Chúng ta hãy gửi những bức thư này tới những tổ chức yêu hòa bình trên khắp thế giới. Hãy hoàn thành tâm nguyện thay cho con gái chúng ta, được không em? Sẽ gửi thư cho tất cả các bạn nhỏ trên khắp nước Nhật để kêu gọi quyên góp xây dựng tượng đài tưởng nhớ bạn Sadako. Bạn ấy là nạn nhân của cuộc chiến tranh của bom nguyên tử. Trước khi mất, bạn ấy vẫn còn muốn gửi tới những người yêu hòa bình trên khắp thế giới những ước nguyện thiết tha. Năm 1958, tượng đài mang tên Tượng đài Hòa bình Hiroshima được khánh thành.
Tượng đài là hình ảnh Sadako nâng trên tay một con nhạn vàng. Dưới chân tượng đài khắc dòng chữ: đây là tiếng kêu khẩn thiết của chúng tôi, đây là lời nguyện cầu của chúng tôi, hòa bình cho thế giới. Ông là... Tôi là tiến sĩ Floyd Moore, vừa được nhận giải thưởng hòa bình Hiroshima. Không biết ông có biết đến không ạ? Nhưng có chuyện gì mà ông lại ghé thăm nhà chúng tôi? Tôi được biết đến câu chuyện của cô bé Sadako, con gái anh chị. Tôi được giải thưởng 5.000 đô la. Tôi muốn dành số tiền này xây dựng công viên hòa bình ở thành phố Seattle. Tôi xin phép anh chị cho đúc một bức tượng Sadako bằng đồng và đặt nó ở vị trí trung tâm của công viên để mọi người biết đến ước nguyện của cô bé. Hàng năm, cứ đến ngày kỷ niệm sự kiện hai thành phố của Nhật bị ném bom nguyên tử, khi người Nhật thả những con chim bồ câu lên bầu trời, thì ở bên kia đại dương, hàng nghìn học sinh Mỹ lại diễu hành tới công viên hòa bình ở Seattle, xếp những con nhạn giấy xung quanh bức tượng Sadako để tưởng nhớ những nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử và gửi gắm ước nguyện hòa bình của các em. Đây là bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về cô bé Sadako Sasaki ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, xảy ra vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Con gái người thợ săn. Ngày xưa, ở một đất nước xa xôi nọ, có người tù trưởng vô cùng giàu có tên là Sadik. Ông có sở thích vào trong những khu rừng sâu để săn bắn. Nhiều hẳn quá. Utan, nhà ngươi rẽ sang bên phải nha, còn ta sẽ rẽ sang bên trái. Nhất định chúng ta phải săn được hai con hẳn vừa rồi. Dạ, vâng ạ. Tôi sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ gặp nhau ngoài bìa rừng được không ạ? Được. Trời ơi, có hổ. Trời ạ, lẽ nào hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình sao? Ta phải chôn thân nơi rừng núi heo hút này sao? Đứa con trai mới 1 tháng tuổi của ta rồi sẽ không được gặp cha mẹ nữa sao? Cứu! Cứu! Hình như mình nghe thấy tiếng kêu cứu xung quanh đây. Lẽ nào có người bị rơi xuống vực sâu? Thôi chết! Có người gặp nạn! Ông bám chặt vào sợi dây này đi! Tôi sẽ kéo ông lên. Ôi, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã cứu mạng tôi. Tôi cứ tưởng mình hết cơ hội được sống rồi. Nhất định tôi sẽ đền ơn ông xứng đáng. Không cần đâu, ai gặp cảnh ấy cũng đều làm như tôi cả thôi. Cũng may cho ông là hôm nay tôi đi lấy chút lá về làm phép cho đứa con gái tròn 1 tháng tuổi của tôi. Chứ nếu không, ông có kêu khan cả cổ, cũng không ai tới cứu đâu. Ồ, con gái ông tròn 1 tháng tuổi sao? Vâng, vợ chồng tôi mãi mới sinh được nó. Cho nên từ giờ, chắc tôi không vào rừng nữa, mà chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm sóc vợ con thôi. Thật là tình cờ, tôi cũng có một cậu con trai vừa tròn 1 tháng tuổi. Thế hóa ra là chúng ta có con sinh cùng 1 ngày, 1 tháng, 1 năm sau. Ông bạn, chúng ta đúng là có duyên với nhau. Hay là thế này, ta hãy đính ước cho các con. Sau này khi con trai ta tròn 20 tuổi, sẽ đem sinh lễ đến hỏi con gái của ông. Đính hôn cho các con sao? Đúng vậy, ông yên tâm. Sau này con gái ông về làm dâu nhà ta, nhất định ta sẽ yêu thương và chăm sóc cháu nó như con ruột của mình vậy. Được, tôi đồng ý.
năm sau. Vậy là đúng 20 năm sau, lời hứa của hai chúng ta đã được thực hiện. Hai con hãy sống thật hạnh phúc cùng với nhau đến lúc đầu bạc trăng long nha. Akinzan, con hãy luôn xứng đáng với sự tin tưởng của ta. Hãy luôn là một người phụ nữ thủy chung, thông minh và nhân hậu nha. Nhất định là chúng con sẽ không phụ lòng tin của hai cha đâu ạ. Tốt lắm. Một thời gian sau. Chúng ta phải ra đằng kia mua chút thuốc bắc cho cha ta. Mấy nay cha ta kêu đau người dữ lắm. Dạ vâng ạ. Có một kẻ gian, hắn ta đang bốc tới tấp thuốc vào trong túi của mình. Thôi cô ạ, kệ hắn ta đi cô ạ, nhỡ lại phiền hà đến chúng ta. Ta làm sao có thể ngó lơ một chuyện bất bình như thế được. Đi thôi. Ông vừa cho gì vào túi của mình vậy? Làm gì có gì. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhìn thấy người đàn ông này bỏ thuốc vào túi của ông ta. Rất nhiều thuốc quý. Có phải vậy không, ông Harris? Chỉ là có chút nhầm lẫn thôi. Tôi chỉ là ôm thử gói thuốc vào chiếc túi mới mua thôi mà. Khốn kiếp. Tại nó mà hôm nay ta bị phát giác thế này. Nhất định ta sẽ không quên mối thù với đứa con dâu nhà tù trưởng Sadik ngày hôm nay. Menet, chàng ơi dậy đi, muộn rồi đó. Thôi chứ, hôm nay ta có buổi đi săn, vậy mà bây giờ mới dậy. Tại sao nàng không nhắc ta sớm? Chàng đâu có dặn trước, nên làm sao mà em biết được cơ chứ? Chẳng lẽ ta làm gì cũng phải nói với nàng sao? Một người vợ thông minh thì phải biết cách để tìm hiểu chứ. Chàng... Thôi thôi, ta không có thời gian để đôi co với nàng nữa. Giờ ta phải đi săn đây, có lẽ là nắng lên cao rồi. Tuyệt vời. À vậy chứ. Thì ra là cậu Menet. Tài săn bắn của cậu đúng là danh bất hư truyền. Ồ, ông Harris, xin chào. Hôm nay ông cũng đi săn sao? Đúng rồi, tôi tình cờ lại gặp cậu ở đây. Chứng kiến tài thiện xạ của cậu làm tôi vô cùng khâm phục. Hey. Sao tự nhiên ông lại thở dài? Thì tôi thấy cậu đường đường là con của một tù trưởng, thì đáng ra cậu phải lấy một cô gái môn đăng hộ đối, hoặc ít ra cũng thuộc tầng lớp khá giả. Đằng này thì hey, ta cũng đâu có thích cuộc hôn nhân này. Là do bố của ta có ân oán gì đó với ông thợ săn kia, nên họ hẹn nhau 20 năm sau sẽ gả con cho nhau. Thật là chết tiệt. Đáng tiếc thật. Người tài năng như cậu lẽ ra sẽ phải lấy một cô gái như Helen ở xứ Kaiza chẳng hạn. Ông vừa nói đến Helen. Helen nào vậy? À, đó là một cô gái muôn phần xinh đẹp, cá tính. Cô ấy lại là chủ nhân của cả một tòa lâu đài trọng lớn ở xứ sở Kaiza. Anh mà đi đến đó hỏi nàng Helen thì không ai là không biết cả. Tôi còn nghe nói là cô ấy đang tìm một người xứng đáng để làm chồng của mình đó. Rất nhiều chàng trai đã đến đó ứng tuyển, nhưng chưa ai lọt được vào mắt xanh của cô ấy. Vậy sao? Thôi, cũng đã muộn rồi. Tôi xin phép về đây. Chào cậu Menet nha. Menet, có chuyện gì mà sao từ lúc đi săn về mặt mũi chàng cứ bần thần ra như vậy? Akinzan, ta sẽ đi xa một thời gian. Ta có một số việc cần phải giải quyết, không thể chần chừ hay chậm trễ được. Vậy ư? Nếu có việc quan trọng thì chàng hãy cứ lên đường. Mọi chuyện ở nhà đã có em lo liệu rồi. Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi.
Thế là ngày hôm sau, Menet đã lập tức lên đường. Anh cưỡi ngựa đi không ngừng nghỉ. Đúng 7 ngày 7 đêm thì đến được xứ sở của Helen. Mọi người ơi, xin cho hỏi lâu đài kia có phải của nàng Helen không ạ? À? Đúng rồi đó, đó là lâu đài của nàng Helen xinh đẹp, quý phái. Nhìn cậu như là ở rất xa đến đây thì phải. Dạ vâng, tôi từ xa đến đây và muốn tới để hỏi Helen về làm vợ. Trời ơi, tôi khuyên cậu nên về đi. Cậu có nhìn thấy một cái tháp nhỏ bên cạnh lâu đài kia không? Trong cái tháp đó chứa đầy những đầu lâu của các chàng trai đến đây cầu hôn Helen đó. Trời ơi, đến cầu hôn sao lại bị bỏ mạng ở đây chứ? Thế thì cậu không biết rồi. Helen đưa ra một yêu cầu rất đặc biệt cho những người đến hỏi nàng ta làm vợ. Đó là trong đêm, người đó phải làm cho nàng ấy mở miệng nói 3 lần. Nếu ai không làm được sẽ lập tức bị giết chết. Tưởng thế nào, chỉ là làm cho nàng ấy nói 3 lần thôi mà, có gì mà không làm được. Ta sẽ vào. Này cậu, hãy suy nghĩ cẩn thận, kẻo lúc đó hối hận thì đã quá muộn. Dạ, đi hết căn phòng này vào bên trong kia sẽ là nơi ngự của chủ nhân Helen của chúng tôi. Ngài đã sẵn sàng rồi chứ? Vâng, tôi biết rồi. Hãy nhớ là ngài chỉ có một đêm thôi đấy. Đến lúc trời sáng mà ngài vẫn không thể làm cho nàng ấy nói được thì coi như là ngài toi đời rồi đấy. Được rồi, nhất định là tôi sẽ cố gắng hết mình. Ai đấy? Xin chào nàng Helen xinh đẹp. Tôi là Menet đây, con trai của tiểu trưởng Sadis giàu mạnh. Nàng nhận lời làm vợ tôi nhé. Helen, nàng nói gì đi chứ? Sao nàng lại im lặng như vậy? Nhất định là tôi phải lấy được nàng làm vợ. Helen, nàng phải nói gì đi chứ? Thôi chết, Helen mà không nói lời nào thì sáng ra mình sẽ bị lôi đi hành quyết. Giờ phải vận dụng mọi suy nghĩ, nhất định phải làm cho Helen mở lời nói. Helen, ta lặn lội từ xa tới đây là vì nàng. Helen, tất cả những gì ta có, tiền bạc, gia súc, quyền thế, tất cả sẽ thuộc về nàng. Hãy nói với ta một lời đi, Helen. Helen, nàng làm ơn hãy nói với ta một lời đi mà. Ta xin nàng đó. Tiếng chuông đã điểm, kéo người đàn ông này ra. Ôi không, ôi không, thả ta ra. Ta không thể chết như vậy được, thật vô lý mà. Hai cậu lôi chàng trai này đi đâu vậy? Theo lệnh của Helen, chúng tôi mang anh ta đi hành quyết vì đã không vượt qua được thử thách của Helen. Chúng tôi đang cần gấp một người chăn cừu vì tên Hasan đã trốn đi đâu biệt tích từ sáng nay rồi. Cừu đang kêu loạn lên trong chuồng kia. Nhưng mà lỡ Helen hỏi tội chúng tôi thì chúng tôi biết làm thế nào bây giờ? Các cậu cứ đưa anh ta về khu trang trại đi, tôi sẽ đi bẩm báo với Helen ngay bây giờ. Phúc đức cho anh đấy nhé, coi như anh tạm thời thoát chết đấy nhé. Thoát chết, nhưng ta lại sống như một tên nô lệ thế này thì cũng có gì là mừng chứ. Đường đường là con trai của một tù trưởng lại trở thành kẻ chăn cừu thế này. Trong khi đó, ở nhà, Akinzan ngày ngày ngóng chồng, nhưng mãi vẫn thấy chồng bật vô âm tín, không có một tin nhắn hay hồi âm về.
Akinzan, hay con cứ gắng chờ một thời gian nữa xem sao. Không cha ơi, con sốt ruột quá rồi. Mấy ngày hôm nay lòng con như lửa đốt vậy. Sáng mai cha cho phép con lên đường tìm chồng con cha nhé. Hey, con thân gái mà lại đi xa như vậy, ta thấy lo lắng quá. Thưa cha, vậy con sẽ cải trang thành nam nhi để lên đường, cha yên tâm cho nhé. Hey, thôi được rồi, tùy con. Thế là Akinzan lên đường. Nàng đi nhiều ngày đêm không nghỉ, tới đâu nàng cũng dò hỏi về tin tức của Mề Nết, nhưng không một ai biết cả. Một tuần sau. Phía đằng xa kia có một lâu đài nguy nga quá. Không biết là Mề Nết chồng mình có xin qua đó không. Thôi, mình cứ tới đó dò hỏi xem thế nào. Đi ra, đi ra. Trời ơi, ta có hoa mắt không đấy? Là chồng ta kia sao? Mề Nết. Mề Nết, hôm nay trong nhà bếp đang thiếu người phụ. Cậu vào đó phụ giúp họ nha. Này không cần cho cừu ăn nữa. Dạ vâng, tôi đi ngay đây. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà tại sao chồng mình lại về đây trở thành người chăn cừu và bị sai khiến thế này. Mình phải tìm hiểu xem thế nào. Bà ơi, cho cháu hỏi, ở đây có cần người chăn cừu không ạ? Anh từ xa tới ạ? Rất tiếc, chúng tôi có anh chàng Mề Nết đó chăn cừu cho rồi. Mề Nết ư? Là cái anh chàng vừa rồi đúng không ạ? Đúng rồi, anh ta thật là may mắn. Đang trên đường ra pháp trường chịu tội thì được ta xin cho làm công việc chăn cừu này. Ra pháp trường ạ? Anh ta phạm tội tày đình sao ạ? Phải, anh ta xin vào hỏi cưới Helen làm vợ. Helen có ra một quy ước, nếu như những người vào hỏi cô ấy làm vợ không khiến cô ấy nói lên 3 lần trong đêm thì người ấy sẽ lập tức bị chém đầu. Trời ơi, hóa ra Mề Nết bảo phải đi xa là muốn đi tìm người phụ nữ khác hỏi làm vợ. Trời ơi, chồng ta đã lừa dối ta để tìm đến một người phụ nữ khác cơ. Chồng ta không còn yêu ta nữa. Này cậu, cậu làm sao vậy? Cháu không sao. Bà ơi, cô Helen xinh đẹp lắm sao ạ? Đúng vậy, cô ấy rất xinh đẹp, lại còn giàu có và gia thế nữa chứ. Cậu xem, tất cả dinh thự khổng lồ này chính là của cô ấy cả đấy. Vậy cháu cũng muốn thử sức mình. Cháu sẽ xin vào gặp cô ấy để hỏi cô ấy làm vợ. Cô dì ơi, đừng liều với mạng sống của mình như thế. Hãy nhìn kỹ cái đài ngoài kia. Đã chất đầy đầu của những chàng trai bỏ mạng vì Helen rồi kia kìa. Cháu cảm ơn bà, cháu sẽ cố gắng bà. Chào chàng trai, ngươi từ đâu đến vậy? Chào nàng Helen nổi tiếng xinh đẹp và kiêu kỳ. Tôi đến từ vùng đất Beris xinh đẹp, nơi có những quả núi xung quanh tuyết phủ trắng xóa. Nhưng dưới chân thung lũng thì ngập tràn những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Helen, hôm nay tới đây tôi muốn kể cho nàng một câu chuyện. Có 4 người bạn, một người thợ mộc, thợ kim hoàng, một thợ may và một nhà thuật sĩ cùng đi với nhau một hành trình. Đêm ấy họ cùng nhau nghỉ lại trong rừng và phân nhau canh gác. Để giết thời giờ, anh thợ mộc lấy một khúc gỗ to và đục đẽo cho đến khi thành một cô gái. Sau đó, người thợ may lại may cho bức tượng một bộ váy lộng lẫy. Đến phiên canh của người thợ kim hoàng,
ông ta thấy cần phải thêm vào những bộ trang sức thật đẹp cho bức tượng gỗ. Ôi chao, thật là sinh động và đẹp đẽ. Lúc này, một cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra. Ai cũng tự nhận mình có công lao lớn nhất để tạo ra cô gái. Họ tìm đến một ông già thông thái, thì ông già nói người thợ mộc là người tạo ra cô gái. Sao lại là người thợ mộc được? Phải là người thuật sĩ chứ. Nàng nghĩ thế sao? Vậy mà ông già thông thái khẳng định phải là người thợ mộc. Phải là ông thuật sĩ. Nếu như không có ông ta thì làm sao mà bức tượng gỗ biến thành người được chứ? Thưa chủ nhân, người đã mở lời 3 lần trong buổi tối rồi ạ. Và theo như quy định thì chàng trai này xứng đáng được làm chồng cô ạ. Chàng thật thông minh, láu lĩnh và có trái tim ấm áp. Em đồng ý làm vợ chàng. Cảm ơn nàng đã đồng ý. Ta thấy ta thật không xứng đáng với nàng. Sao lại không chứ? Em muốn lễ cưới của chúng ta sẽ tổ chức ngay lập tức. Sẽ là một đám cưới hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Helen, vậy thì trước khi lễ cưới diễn ra, ta có thể đi thăm vòng quanh lâu đài của nàng được không? Được, được chứ. Bọn chúng mày làm cái gì vậy hả? Tránh ra, tránh ra. Trời ạ, tại sao ta lại đến đây rồi trở thành nô lệ của bọn họ thế này hả trời? Trong khi ở nhà ta được cung phụng như vậy, thật là không cái giải nào bằng cái giải nào mà. Chào anh. Ngươi lại. Cậu Menet, cậu mau mau chào cậu ấy đi. Đây là chồng sắp cưới của Helen đấy. Sao? Ngươi là chồng sắp cưới của Helen sao? Phải, nhưng ta có thể nhường lại cương vị đó cho anh. Ta thấy anh sẵn sàng đánh đổi gia đình và cả mạng sống của mình để cưới cô ta. Làm sao anh biết được vậy ta? Akinzan, là nàng sao? Nàng tới đây và đã vượt qua thử thách của Helen sao? Chàng hãy mặc bộ quần áo này vào, rồi sau đó tới gặp Helen. Helen chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì cả. Và chàng sẽ là chồng của cô ấy. Akisan, ta hãy đi đến với người mà chàng thấy xứng đáng với mình. Trời ơi, Akisan, chân nàng bị đau rồi, tay cũng xây xác hết cả rồi. Kệ em, chàng hãy đi đi. Ta sẽ không đi đâu nữa, Akisan. Từ giờ, ta sẽ chỉ có một mình nàng là người vợ duy nhất của ta mà thôi. Người sẵn sàng vì ta mà lặn lội cả ngàn dặm, chịu bao nguy hiểm. Người vì ta mà hy sinh tất cả. Akinzan, chàng không cần phải nghĩ ngợi cho em. Giờ đây, ta thấy mình thật ngốc nghếch khi có ý định phụ bạc nàng. Akinzan, xin hãy tha lỗi cho ta. Ngay sau đó, họ đã lập tức bỏ trốn khỏi xứ sở của Helen. Menet đưa Akinzan về quê hương, từ đó sống hạnh phúc bên nhau. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!